Why do beauty pageants talk about different kinds of beauty if they still pick one type as the most beautiful? Tại sao các cuộc thi sắc đẹp đều có nhiều loại sắc đẹp khác nhau nhưng mà họ phải cần chọn một người đẹp nhất? Theo quan điểm của Mỹ Kỳ thấy là sắc đẹp thì nó phụ thuộc vào sự nhìn nhận của tất cả mọi người. Mỗi quốc gia và mỗi một màu da thì chúng ta đều có những cái vẻ đẹp khác nhau. So in opinions, the beauty is depend on eyes holder. As whatever your skin, whatever your nationality, beauty depend on the each person. Đối với bạn, da trắng là đẹp, nhưng mà đối với những người phương Tây thì da nâu sẽ được ưa chuộng hơn. The popular skin is a white skin, but in the Western, the dark skin is a popular, so difference. Và đặc biệt rằng là quan trọng rằng là người đẹp nhất hay không nó không nằm ở vẻ bên ngoài mà chính là nằm ở tính cách bên trong, tâm hồn bên trong, inside. The beauty is not about the external, that's still internal, and the flower is not about the beautiful, the flower must to have scent. Và Mỹ Kỳ thấy là nét đẹp bên trong là nét đẹp đẹp nhất và nó hoàn thiện nhất hơn cả nét đẹp bên ngoài. The internal beauty is... Thank you so much, Miss Vietnam. Thank you so much, Miss Vietnam.